Zalo à? Zalo, em Nhiễm xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của em. Hôm nay thì ngày 27, 28 thì tức ngày chủ nhật ấy, thì em cũng tranh thủ đã. Hôm nay thì nô hàng thì em cũng tranh thủ lựa ra được hai cái máy cũng khá là đẹp các bác nhá. Hai cái máy khá là đẹp. Dòng hệ Mitsubishi, hàng T này là hàng TB các bác ạ. Hàng TB. Ở đây thì hiện tại đây trên tay em thì đây có hai cây, một cây là TB23 này. Đấy, cây này cũng khá là đẹp này. Các bác sẽ thấy là cây này nó sử dụng chế tay đỏ. Đấy, chế tay đỏ. Dòng chế xịn sò của hàng Mitsu, và chế của máy Nhật là trong các dòng chế thì hàng chế đây đỏ này ngon nhất. Đấy. Và trên tay và cây này là cây Mitsu TB26 các bác nhá, TB26. Cái này thì nó tất cả ring nguyên bản hết các bạn. Ở bên em thì máy thì cam kết luôn cam kết là ring nguyên bản và chạy ổn định cho các bác. Hiện tại ở đây thì em có hai cây này thì sử dụng cho gia đình thì rất là ok nhá, sử dụng gia đình thì cực kỳ ok luôn. Cây này mà sử dụng mà nhà mình có tầm vườn khoảng 2 hectare đổ lại, khoảng là hơn một chút cũng không sao, nhưng mà mình làm rất là ok, vừa nhẹ, nói chung là máy nhẹ nhàng. Nhưng mà cái dòng hệ Mitsu TB này là cái dòng đời mới mà, hơn nói chung là mới hơn hàng, nó là đời sau nữa của hàng TL thì là đời cũ, hàng này thì là đời mới hơn. Đấy. Ở đây thì em có hai cây, nói chung là rất đẹp, TB23 và TB26. Ở đây hiện tại thì là một cây là TB23 thì nó là bố tum rời các bác nhá. Sử dụng bố tum rời. Cái này thì màu đỏ của nó hình khá là đỏ, khá là đẹp, nó không có chảy xước gì các bạn, khá là bóng bẩy. Các bác có thể sử dụng nếu mà sưu tầm cũng rất ok, nhưng mà cây này thì tình trạng cây này thì nó hơi bị bể ở đây xíu thôi. Nếu mà cây này mà không bể cái gì thì quá là hoàn hảo luôn, vì khi các bác có thể nhìn thấy cần của nó này, quá đẹp luôn. Màu cam. Nhìn ở bên ngoài còn đẹp nữa các bác. Đấy. Dòng này thì nòng nó cái cây TB23 thì nòng nó khoảng 32-33 ly thôi, còn cái TB26 này thì nòng nó 34 ly nhá. Đấy. Bố tum này bố tum nhôm nhựa, bố tum nhôm các bạn, bố tum nhôm thì bằng tum niền. Đây, cần láp của nó cần con TB26 rất đẹp, và cả cái chắn cỏ này, đấy, khá là đẹp. Dòng này các bác sử dụng để mà chuyên phát dao thì tốt nhé các bác nhá. Còn phát nếu mà các bác để sử phát cước thì cước cũng phát được, nhưng mà các bác yêu cầu là phải cỏ thấp ở quanh nhà thôi. Còn phát dao thì chỗ nào nói chung là địa hình là cũng có thể phát được, nó cũng khá là khỏe. Dòng này cái bộ lòng của nó rất là dày, các bác có thể nhìn thấy được cái bộ lòng của TB khá là dày. Đấy. Dòng này thì chạy hoàn toàn bằng chế One Pro hết các bác nhá, chế One Pro. Giờ em sẽ test nổ sơ qua để các bác nghe hai cây. Đây. Hôm qua thì em cũng có quay tổng quát, nhưng mà có một số cây không test được thì các bác cũng bảo là nếu mà vừa quay vừa test nổ nữa thì sẽ ok hơn, để các bác chọn sẽ dễ hơn. Giờ em sẽ test lại hai cây này. Đây. Cái này khá dễ nổ. Tất cả hai con này đều có giật trợ lực hết các bác nhá, đều có giật trợ lực, kéo rất là nhẹ, các bác có thể để ý em kéo đây, rất là nhẹ luôn. Đây, công tắc bật xuống. Đấy. Rất là nhẹ và nhạy nổ, cái dòng này như một cây máy mới. Nói chung là hàng này thì cực xịn sò rồi các bạn. Các bác có thể nhìn thấy cái lớp của con TB26 này rất là đẹp. Đấy. Cái này thì cái này thì dụng chế tay đỏ này thì các bác cũng có biết rồi. Nói chung là cái e của nó đây, khi mà chúng ta kéo e lên thì nó sẽ cái tay ga nó sẽ bật lại. Đấy. Còn các bác nào mà muốn nói chung là mình sử dụng trong gia đình mình mà đang có máy xịt thuốc hay máy muốn chế cháo gì thì chúng ta nên mua một cây TB này, cũng rất là vừa tầm, nó ăn ít xăng, với lại nó có tum rời ấy, mình có thể chế cháo được. Nói chung là lắp ráp tất cả vừa mọi cái luôn, nói chung là lắp ráp đều vừa hết các bạn. Đấy, rất ok. Như các bác thấy vừa nghe thì con TB26 này thì nghe sẽ nó giòn hơn con 23 một chút. Nhưng mà được cái thì con TB23 này được cái thì bộ tung rời. Nói chung là chúng ta chế cháo thoải mái. Còn các bác nào mà không mua để chế cháo ấy, thì lấy con này về phát cỏ thôi. Đấy, để trong nhà cũng rất là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn được cái bộ cần nắp của nó này, rất là đẹp luôn. Đấy, khá là ok các bạn. Rồi, nói chung là video em cũng xin tới đây thôi. Em sẽ review tiếp những cái máy tiếp theo. Các bác thấy ưng ý một trong hai cây thì có thể liên hệ trực tiếp em luôn, nên để số điện thoại dưới phần mô tả. Cảm ơn các bác rất là nhiều.